trình đến bài Diệu Pháp Quang Minh, Khùng Điên Tự Cảm Tác. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn. Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp nay đổi dần, nhiều sự thấp hèn từ ngàn xưa Phật pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đào. Ta cũng tỏ đôi lời khờ khao, ngắm cảnh đời tâm não bắt cùng, hiểu điên khùng băng rày dư muôn, khùng đạo đức khùng câu tuyệt diệu. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca, quay bút thần độc địa toan trừ dứt nọc. Nói tục cổ sát khùng đệ, tóc phải đua chen tập tánh ông cha, mong dương trần tình giấc nam kha, trừ vật dụng trì chân bất hoại. Cặp mắt thanh dòm xem tư nên cho sẽ cùng nhau thắng nào.
bội phán ghét vợ đạo lý. Khùng cảm mến truyền câu hồi gì, thả làm hiền mà biết ngon sông. Điên như ta điên giống tiếng rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục. Chuông linh khứu ba hồi dục thúc, đờn lối âm khởi điệu êm tay. Con lành duyên khá trở gót hài, điên quyết chi giặc người lành tục. Gái anh hùng xưa
có trừng dương, đuổi quân Tàu cứu vớt quê rửa sông hận thu trong dốc tràn. Bể ấy Hà Gươm Linh sớm dứt lòng Bồ Đề, sắt đá giam kình cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh, nói chi ấy sửa sang thời thế. Trời quá buổi chinh chinh, vừa xây chờ ít lâu cũng lặng về Tây. Lúc quỳnh hôn đèn tri soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chỉ anh bàn bạc thế nào. Lời tâm vô kỳ vật, đường đạo đúng
sự bất sanh bất diệt. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết giải thoát rồi, pháp bất khả dùng, nương gia đình kính trọng cội thung lo nâng đỡ trong ngày tối hạt. Thân điên khùng thế gian tàm sát, chén rượu nồng chẳng nếm mà say, say lê mê đạo pháp sai mùi hương khói. Biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi bể ấy hà, rứt bỏ vẹn say như xưa nhầm lúc quỳnh bao trần di ngủ say câu thành tựu. Quyết đưa chúng về nơi nôn thưa tạo lư bồng ngõ hội quần tiếng. Khương tử nha xong vì con phiền câu không ngành chờ non phùng gai. Mặc ba tánh khen chê cũng phải, chí quân tử lòng nhân dạng đại dốc làm sao rõ mặt tan bồng. Trăm họ lầm than bể khổ, ví như loài sanh cầm hồ thô, còn thương nhau lại tình.
xem vàng ngâm nga lào xót và đôi lời trần tu Đức Khổng Thanh người sanh nước lồn ngài còn xưng cuồng quyến gia hồ xa chi lời đạo chích tục thô kẻ ngu sùng khi người nhân đức danh hiền sĩ non sông náo nức giả như hội chiến quốc xuân thu thầy mạnh ra dùng đạo châu du lục thập bát chư hầu rối loạn bậc thánh nhân công lao chẳng chán huống chi ta nào dám than gian thấy đời mê chưa rõ phật đàn nên tỏ đặng biết ca coi ai có chưa bầu nhiệt quyết dùng đạo màu cứu giấc sanh linh nếu để chờ vàng dưới kể ra đà bốn cuốn ít có người khám rõ quyền ta dừng tay chờ đợi linh thiên đức ngọc đế phần cho chúng đêm dài vắng cạn dầu tiên lùng chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng để thiếu chi kẻ đặng chim bè na hiếm bao người đặng cá quên nôm ưa đồ ngon đút nhét đầy mồm chẳng thèm kể cha hiền trong đời trương ban xưng đành quên nhớ.
nhân ngời, nở phủ phàng vua Tống Khâm Tôn. Xem truyện xưa mà bắt hết hồn, gồm cho kẻ thay lòng đổi dạ. Gã từng coi ít ai còn là dụng mưu thần viên tác nhạc phi, thương trung thần ghét định mặt lì, giam thiệt kế hại tội lương đông. Thuở yên đế có nhà họ Đồng cũng chuyên quyền muôn tín gian sang, nhờ tư đồ thiết lập liên hoàn nghiệp nhà Hấn mới an một. Năm ai về thăm huynh trường, kẻ nghe khi thiên kim vàng lượng lỗ định thần sách sử nào khiến xem tích xưa đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Coi sự sống như tiên nửa nửa, mê mùi thơm như cá lục châu. Sao chẳng lo thức tình quay đầu, cho khỏi thẹn với người thiên cổ. Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân. Chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miệng hiểu đạo hơn là châu bao. Chẳng sớm lo chẳng chờ sợ lão, lộ gian hùng mang lấy hoa, trời đất xử những người bội phản. Phải trôi dậy nương dây
đại hùng đại lực từ bi, vậy mới trang quân tử nam nhi thần dốc vẹn hai cầu ngai thảo. Đời cũng lắm bao người giao nương bá dinh, nhiều hàng túi cơm thay dân ngô trong già sẵn hờm quyết kim thế đặng toàn lừa dối. Ngọn bút sắc chỉ đường người tôi, gầy kim can đưa chúng lên đàn kiếp nương theo trực chỉ tay phan đến cực lạc tìm nơi an dưỡng. Dẹp cây cáo dùng cây thiền trường đánh ta bà cõi thế được vinh hoa khinh bị kẻ hèn bàn phản bàn như bụi kim. Trên mặt đất hạng người ấy hiếm thấy xô xuống giữa dòng, nhìn Trịnh Hâm lão bắt mũi lòng than cặn kẻ kêu dân sớm tình. Phận tài sơ xin hãy thứ tha, yêu nhân sanh trôi dòng hùng ca tạm nghiêng bút vẽ tranh thế tạo. Nhìn xem châu đáo chớ dội vàng chề lao ngu si, rạch lang tâm những đứa vô nghị nhắc sợ tích người xưa trong sự. Mong trên dưới cùng nhau thảo thuận.
cần túc trái thiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Nói chí đức hoàng thân luật chê, đời không hay những việc xa dần. Gặp cơn mưa ta hãy cho tơi lục hàng nắng, từ bi giúp non. Cảnh thế tạo càng ngày thoáng mòn, giống di trùng thường đục phổi tim. Đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lại thế. Tội ư thiên đeo đục trong càng tỏa cơ quyền, mực đã càng lòng yêu chẳng mang hơn. Ai coi qua xin đừng bỏ làng gắn công trình, dạch lá tìm sâu nay dương trần gặp bụi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hà. Chờ ngày chung cuộc, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật.